Shit. Lại gục ngã. Ở đây. Súng leo mắc kìa, ai lấy đi, ai lấy đi, ngay cạnh tôi. Này hơi đen nhá. Hơi đen rồi đấy. Mắc kia là ngon rồi. Sửa con lửa trước. Chết bố rồi. Thôi tự sát mẹ. Khó quá. Khi tôi solo được ấy. Cứ lập thử đi, thử đi. Các bạn lộ khó quá, đau lắm. Nhất là cái thằng bóc ngon nhất, em hiểu lắm. Web. Ok. Mai bác đã đi tiếp rồi. Rồi mai thì tiếp rồi. Em bạch kim chưa bác? Với vàng thôi. Thì phải chắc là 4450 này thì không biết có lên bạch kim được không. Anh không thể mua ấy đâu. Tăng tốc di chuyển và lại tăng di chuyển. Quái thường trời đất. Thôi bỏ cái này.
Ui, weapon crit dam và crit chain luôn ạ. À. Ngon thế. Vãi trưởng ngon vãi. Quay về Devil Fox xem có ai không. Cũng quay về Devil Fox thôi. Không quay à? Ba lốp nghỉ mà, tôi cũng thế thôi. Ok. Thôi rồi, thôi, thế thì tụng té luôn nhanh. Bà khỏi hình viện này, cho thêm cây đá nữa là xong. Hôm nay cũng chỉ như thế thôi. Còn bây giờ thì chúc mọi người một tối tốt lành và hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream vào tối mai với những màn gọi là gì nhỉ? Quẻ ra ngay nghi tiếp của tôi nhé. Còn bây giờ thì thank you.